Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video này, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một cái khu riêng, đó là gồm có một số những cái tác phẩm bonsai nhỏ và mini của anh Hà Châu Văn, và khu vực anh trưng bày những cái đồ cũ gồm có những cái chi tiết, những cái dụng cụ từ thời xa xưa của ông cha ta sử dụng từ thời phong kiến, gồm có những cái vật dụng làm nhà nông, vật dụng trong gia đình, những cái vật dụng về kiếm cá, và đặc biệt nhất là có những cái đồ cũ, ví dụ như những cái ly đĩa, chậu thau, những cái bình vôi. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về bonsai nghệ thuật trước. Đây là tác phẩm Mai Chiếu Thủy, một cây đầu tiên trong cuốn video này. Và tiện của anh Hà Châu Văn đứng bên cạnh Đỗ Sinh, tôi cũng muốn anh chia sẻ cái số điện thoại của mình để cho anh em đam mê được giao lưu với anh. Báo cáo với cả chú với cả anh em yêu thích sân bảo cảnh bonsai thuật ở nước, số điện thoại cháu là 0985 102 296. Vâng, các anh nói chuyện hơi to quá, lúc đọc điện thoại anh đọc lại lần nữa đi. 0985 102 296. Vâng, cảm ơn anh nhá. Vâng, chúng ta đã có số điện thoại của anh Hà Châu Văn. Tất cả những cái tác phẩm trong cuốn video này chúng ta sẽ liên hệ để giao lưu với anh Hà Châu Văn. Vâng, một cây mai cũng rất là trau chuốt và kỹ tỉ mỉ. Tất cả các vết sẹo đã liền hết. Độ côn của thân thật là tuyệt vời. Nói về dòng mai chiếu thủy, những cây mà tầm nhỏ rất dễ chơi như thế này, dễ di chuyển như thế này, đến mùa mà đơm hoa, toàn bộ cái mái sẽ màu trắng tinh hết, rực rỡ hoa, một mùi thơm rất là quyến rũ. Kia là sam hương à? Vâng, chúng ta đến với một cây sam hương này, một cây sam hương tán lịch, lối chơi theo các tỉnh phía Nam, các nghệ nhân hay làm bóng dáng của những cây bonsai như thế này, rất là nhanh cây đẹp. Và cây làm cũng tương đối lâu năm, với cái độ dăm và mái rất là dày. Vâng, chúng ta chuyển đến cây hoa giấy dáng thác đổ. Vâng, cây hoa giấy có danh thiếp đây, tôi chụp để chúng ta xem luôn. Số điện thoại đây. Vâng, một cây giấy thác đổ. Giấy này là giấy màu gì anh ơi? Tím à? Vâng, giấy tím Huế. Lấy lên trên thôi, lấy ra. Vâng, và anh Hà Châu Văn còn có một cái gian chơi rất là độc đáo, đó là những cái đồ điện tử từ những cái năm bao cấp, từ những năm xa xưa đến bây giờ. Và bên cạnh đó có một vài những tác phẩm bonsai nữa. Đây là những cái tivi đen trắng từ những cái năm bao cấp. Cả xóm có một cái tivi này, là cứ đến thứ bảy chủ nhật là trong cái khoảng sân của gia đình là chật cứng người xem. Sớm sau chủ nhà chủ yếu là đi để dọn những cái tờ giấy, những cái mảnh viên gạch người ta kê làm ghế ngồi. Đây là tác phẩm Duối. Về quận đi bố là bố.
À, tôi có cảm tưởng như là một cái gian phòng riêng của anh để tiếp khách đặc biệt, bởi vì có cả những cái đồ uống, ví dụ như là cái khu vực đựng những cái bình rượu quý như thế này. À, rất may là khi tôi nhìn vào đây không hề có một cái bình rượu ngâm động vật, chứ nếu lại ngâm bao tử nọ kia hoặc là tay gấu rồi các thứ là chăn rắn dép là rất là hốt. À, đây chỉ có ngâm đinh lăng. Vâng, tuyệt vời. Và cảm động nhất là một cái tấm, một cái bức mà anh có 10 điều làm giàu và 10 lý do nghèo đối xứng với nhau. Điều thì làm giàu và lý do thì để nghèo đi mất. Không biết là anh có một cái chân lý sống, một cái tiềm thức cá nhân mình. Nhưng mà qua cái gian trên, cái nhà trên của anh ấy, tôi có suy nghĩ trong đầu là anh đang thờ chữ nhẫn, đúng không anh? Vâng, thì dưới cái phòng nhỏ này cũng có chữ nhẫn. Vâng. Tuyệt vời. Vâng, và đây là cây xanh. Có YouTube luôn. Vâng, chúng ta đến với một cây lộc vừng. Ở đây có phải là vợ chồng anh Hà Trường Văn? Đại gia đình anh Hà và hai cháu. Hai cháu Huy và cháu hai cháu áo trắng áo đen. Vâng. Và hai vợ chồng. Và vâng. Chú yêu bonsai cây cảnh thành hùng nhiên đấy. Chú Dậu. Chú Dậu. Vâng. À, tôi chụp nhá. Vâng ạ. À, vừa rồi là tôi quay rồi đấy. Bác quay chụp phim kìa. Tạo lên thế nhá. Nhưng mà lấy cả cái này nhá, lấy cả cái phông này này. À, dạ vâng, dạ vâng. Lấy tổng thể đi. Đương nhiên ông trẻ yên tâm, con tối con gửi cho ông trẻ qua Messenger. Ừ, rồi, okay. Vâng, và đây là cây xanh. Một cây xanh có cái bệ cốt cũng đẹp ấy. Nào à, với Tân với mấy chú ra về. À, bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát những cái đồ vật. À, đây là những cái dụng cụ của nhà nông, từ những năm ông cha ta vẫn hay dùng, từ những cái đó cá này, những cái hòm giỏ này, những cái úp này. Vâng, đây là những cái nhủi. Tôi gọi theo tiếng địa phương của quê tôi nhé, quê Ba Vì nhé. Đây là những cái nhủi. Có thể nhiều nơi gọi là những cái vật dụng khác, tên khác. Đây là những cái, như tôi, chúng tôi, quê tôi gọi là những cái dậm này. Đưa xuống nước và cái dậm chân vào cái này. Tạo sóng, tạo tiếng động cho cá chui vào đây. Đấy. Cái nhủi. Đây là cái sòng để tát nước. Những cái gọi là cái dần sàng, mẹt, những cái mâm gỗ. Và đây là cái sòng dây. Anh trai ơi, nếu không phải ông ấy còn đâu.
Vâng, trước khi kết thúc video chúng ta thưởng thức tiếp một số những cái đồ sứ, đồ gốm sứ. Đây là cái liễn mà ngày xưa ông cha ta hay dùng đựng cơm đây. Những cái cốc, những cái cốc này gọi là cốc đít vại mọi ngày đấy. Đấy. Đít nó phẳng và nó như cái vại, như cái đít vại. Đấy, những cái liễn, những cái đĩa, những cái bát. Và đặc biệt là có hai cái mâm, hai cái chậu thau. Đây cái chậu lớn hơn. Và đây là cái chậu thau nhỏ hơn. Và tôi khẳng định là cái chậu này rất quý. Rất quý. Được giữ gìn rất cẩn thận. Những cái ấm nước bằng đồng. Những cái khay chén. Vâng. Những cái đèn bão. Và đặc biệt là những cái bình bình tông. Những cái gọi là cái cặp lồng lập là. Vâng. Hình ảnh của những tác phẩm bonsai bên cạnh những cái đồ cũ này, ta có một cái câu gọi chung là cổ đồ bonsai, rất là hấp dẫn, bởi vì lối chơi bonsai say mê bao nhiêu thì cái nét chơi cổ đồ cũng say bấy nhiêu, đi với đôi. Để cổ đồ thì nhớ về quá khứ và bonsai thì hướng tới hiện tại, tương lai, hướng tới một cái sức sống mới, hướng tới đến nét đẹp, đến cái đức tính giáo dục của con người, đó là kiên trì. Bởi vì từ bonsai chúng ta có những cái dáng thế rất là có tính giáo dục cao, ví dụ như là phu thê, mẫu tử, phụ tử, huynh đệ, tỷ muội. Vâng, với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc quá trình chia sẻ, góp vui với chi hội sinh vật cảnh xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, trong ngày khai mạc buổi trưng bày ngày hôm nay, mùng 6 tháng 12, 2020. Chuyên chơi thể dục thể thao này là báo cáo với chú là cháu thì rất là luôn thích thể dục thể thao, đặc biệt là môn đá bóng. À vâng, đó là cháu Lương Quang Huy à? Vâng, con trai của bố Hà Châu Văn. Cậu con trai cả đấy. Năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Cháu năm nay là 19 ạ. 19 tuổi. Đây chính là anh chàng đây à? Ôi giời, anh chàng chào chào cầu thủ nhá. Và tuyển thủ Vĩnh Phúc. Và tôi có một cái hình ảnh thế này. Anh có thể giải thích về cái đôi giày vàng này không? Báo cáo với chú là đây là vừa rồi là cái U19 của tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức mở rộng. Thì cháu đạt được vua phá lưới chiếc giày vàng. Vâng. Vâng. Giải vua phá lưới ạ. Vâng. Giải bóng đá U21 Vĩnh Phúc. Cúp giải Cúp Gia Hưng mở rộng à? Rồi rồi, vua phá lưới. Thế thì tôi phải rơi một câu chào. Chào vua phá lưới nhé. Chào vua phá lưới. Được rồi, cảm ơn các bạn. Còn đây là cái bức này là giải bóng đá CLV Z1 Cúp Bia Việt. Cháu đạt giải là cầu thủ xuất sắc vòng 3. Xuất sắc vòng 3. Rồi, tuyệt vời rồi. Nhà đồng tài trợ này là báo cáo với chú là Bia Việt này, Phủi và Vlog và một số cái nhà tài trợ. Rồi. Tuyệt vời quá. Vâng. Thế tôi cũng xin khép lại cái chương trình ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi. Chúng ta hãy đồng hành về với Thanh Trù, về với chi hội sinh vật cảnh xã Thanh Trù để thưởng thức những tác phẩm đẹp trong buổi trưng bày giao lưu bonsai nghệ thuật lần thứ 2 tại Tư Gia anh Hà Châu Văn. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.